Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2022 nữ mệnh. Đối với người sinh năm 1982 tuổi Nhâm Tuất nữ mệnh thì năm Nhâm Dần là một năm có những thay đổi về nơi ăn trốn ở và cả công việc. Làm việc gì trong năm người tuổi này đều có thể an tâm vì được quý nhân giúp đỡ. Tuy có hao tán nhiều về tiền bạc nhưng năm này tài chính vẫn ở mức đủ để chi tiêu cho cuộc sống nhà cửa. Tuy nhiên cần cẩn thận về sức khỏe vì có thể chuyển biến bất lợi. Ngoài ra người già trong gia đạo có thể bị bệnh tật hoặc đau yếu trong năm. Theo tử vi tuổi Nhâm Dần năm 2022 nữ mệnh. Năm Nhâm Dần là năm có nhiều sự thay đổi đối với người nữ sinh năm 1982. Tuy nhiên đó là những thay đổi bất lợi hay có lợi thì hãy cùng kênh tìm hiểu ngay sau đây. Nhâm Tuất sinh từ ngày 25 tháng 1 năm 1982 đến ngày 13 tháng 2 năm 1983. Nhâm Tuất năm nay 41 tuổi, mệnh thủy, cung càn, cầm tinh cố gia tri khuyển, sao hạn, sao thổ tú hạn bình tuyền. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Đặc điểm chung của tuổi Nhâm Tuất. Đa phần những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nữ mệnh là người thích học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao, có kiến thức và được tin cậy. Tuy nhiên với tính cách có phần bảo thủ và tự hào khiến cho vận mệnh tuổi Nhâm Tuất vào năm 2022 nữ mệnh gặp không ít thất bại trong công việc. Tầm khoảng 40 tuổi trở đi, người tuổi này có sự vững vàng và hưng vượng trong công việc. Cuộc đời của người nữ mạng tuổi này gặp nhiều may mắn nếu sinh thuận vào mùa thu, đông. Về già được hưởng an nhàn và con cái đỗ đạt thành danh. Khái quát tổng quan tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng năm 2022. Đối với tuổi Nhâm Tuất năm Nhâm Dần là một năm có nhiều sự thay đổi, nhất là về nơi ăn trốn ở cũng như cả về công việc làm ăn, gặp được quý nhân tương trợ. Tiền bạc tuy có hao tán nhiều nhưng lại chi tiêu vào nhà cửa và nơi ăn trốn ở. Ngoài ra năm nay quý cô phải chú ý sức khỏe cẩn thận và trong nhà có người già đau ốm. Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất năm Nhâm Dần 2022 nữ mệnh trên các phương diện. 1. Về phương diện tài lộc. Về phương diện tài chính, đối với người nữ mạng sinh năm 1982, vào năm 2022 này chủ về tiêu pha nhiều tiền bạc. Có thể là những khoản chi cho sự thay đổi về nơi ăn trốn ở hoặc sự tiêu pha cho công việc mua sắm các đồ vật dụng trong gia đạo việc con cái. Không chỉ thế, xem tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2022 nữ mệnh còn cho biết trong năm nay nếu xuất tiền cho kinh doanh cũng nên suy tính và cân nhắc kỹ lưỡng vì khó được thành công như dự tính ban đầu đã đặt ra. 2. Luận về phương diện sức khỏe. Năm Nhâm Dần là năm không có lợi về phương diện sức khỏe của người nữ mạng sinh năm 1982. Đặc điểm chú ý về bệnh đường tiêu hóa hoặc dạ dày không được tốt. Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất năm Nhâm Dần nữ mạng cho biết quý cô sinh năm 1982 cần chú ý cẩn thận tình trạng bệnh, cần tính toán những phương cách để điều trị và điều chỉnh thói quen sống để điều trị bệnh từ sớm. 3. Luận về công việc làm ăn. Đây là một năm kinh doanh làm ăn của người tuổi Nhâm Tuất nữ mệnh có thể có những thay đổi. Tuy nhiên những thay đổi này chủ về không đạt được kết quả tốt đẹp như kỳ vọng ban đầu đã đặt ra cho chính bản thân. Vì vậy không nên kỳ vọng quá nhiều về công việc làm ăn trong năm Nhâm Dần 2022. 4. Luận về gia đạo. Đối với phương diện tình cảm gia đạo trong tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng, có thể an tâm vì mọi việc diễn ra ở mức bình thường,
Tuy nhiên bản thân người tuổi này nữ mạng lại có nhiều suy nghĩ về cuộc sống. Chính điều này lại ảnh hưởng tới chính bản thân của người nữ tuổi Nhâm Tuất, đặc biệt là gây ra những vấn đề bất lợi cho sức khỏe. 5. Luận về mặt xuất hành. Ngoại giao trong năm Nhâm Dần đạt ở mức khá tốt, ra ngoài làm công việc gì cũng tạo lập được các mối quan hệ và có quý nhân giúp đỡ nên tác động rất tốt cho công việc chung của tuổi Nhâm Tuất trong năm 2022. Hướng tốt xuất hành trong năm Nhâm Dần 2022, người nữ mạng tuổi Nhâm Tuất nên chọn xuất hành từ giờ 17 giờ ngày mùng 1 Tết, xuất hành đón thần tài là hướng đông nam, còn xuất hành để đón hỷ thần là hướng tây bắc. Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2022 nữ mạng theo sao hạn. Luận về thiên can địa chi. Thiên can tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 Nhâm Thủy, gặp năm 2022 Nhâm Thủy tương trợ, được giúp đỡ nhiều trong công việc làm ăn trong năm, tiền bạc cũng được hỗ trợ, năm nay không nên thay đổi về công việc. Về địa chi. Địa chi Tuất gặp Dần là tam hợp, công việc tiến hành trong năm 2022 được hanh thông, tài chính cũng có sự nghiệp được tạo lập vững chắc. Tứ trụ. Tứ trụ có thiên hao địa sinh. Tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng năm 2022 cần chú ý nhiều cho những tính toán công việc trong năm vì tiền bạc hao tán nhiều. Tiến trình công việc sai lệch so với dự định ban đầu nên cẩn thận. Cuộc sống có nhiều trở ngại, sức khỏe cũng như gia đạo gặp nhiều vấn đề không thuận lợi. Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2022 nữ mạng theo ngũ hành. Ngũ hành bản mệnh mạng thủy của người tuổi Nhâm Tuất gặp năm kim là tương sinh tốt. Công việc cơ bản có được sự thuận và sinh được tài và lộc. Theo đó làm việc gì cũng hanh thông và được giúp đỡ. Ngũ hành cung phi. Xem tử vi sinh năm 1982 nữ mạng vào năm Nhâm Dần cho biết cung phi người nữ mạng tuổi Nhâm Tuất càng kim gặp năm Nhâm Dần khôn thổ tương sinh tốt, tất cả việc tiến hành trong năm nay chủ về sinh tài sinh lộc, công việc suôn sẻ và hanh thông, bên cạnh đó được giúp đỡ từ quý nhân. Tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2022 nữ mạng luận về sao hạn. Sao thổ tú tức hung tinh. Thổ tú tháng 8 tháng 4, gia đình tan tác hao hư bạc tiền, lệ trào tơi tả triền miên, biệt ly nội ngoại muộn phiền tiễn đưa. Giải nghĩa. Nữ mạng gặp sao hạn thổ tú chiếu mạng trong năm 2022 có ý nghĩa về những điều xung khắc khó khăn, điều tiến, xuất hành không được thuận lợi, gia đạo chủ về bất hòa, sức khỏe đau yếu, đặc biệt xấu là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng về hạn theo năm 2022. Hạn Quỳnh Tuyền tức đại hạn. Quỳnh Tuyền hạn ấy nặng thai, dẫu khỏi tai nạn khiến rài ốm đau, khuyên ai khấn nguyện hết lòng cũng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Dịch nghĩa. Trong năm 2022 tuổi Nhâm Tuất gặp sao hạn Quỳnh Tuyền có thể bị bệnh nghiêm trọng, hạn này mưu cầu điều gì cũng dễ thất bại. Quý cô nên cần cẩn thận khi gặp hạn Quỳnh Tuyền. Luận về hạn tuổi, hạn Hoàng Ốc Ngũ Thọ Tử. Nếu làm nhà gặp hạn này thì vợ chồng mối quan hệ có thể chuyển biến xấu đi, chia rẽ, bất hòa và khó tìm được tiếng nói chung. Vận niên năm 2022 của nữ mạng tuổi Nhâm Tuất. Vận niên xa hẩm tỉnh tức rắn bị nhốt xấu. Mọi việc ở mức độ gò bó khó phát triển nên người nữ tuổi này nên chọn di chuyển và chịu đựng,
không nên thay đổi trong thời điểm này vì càng thay đổi sẽ càng hư hại. Lá số tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2022, nữ mạng. Tại cung tiểu vận có các sao: Phượng Cát, Giải Thần, Thiên Mã, Tiểu Hao, Tuế Phá, Thiên Hư, Bệnh. Chủ về trong năm có thể có người này phải đi lại nhiều. Tử vi Nhâm Tuất năm 2022, nữ mạng, nên cẩn thận về sức khỏe không tốt, nhất là bệnh về tiêu hóa hoặc mất ngủ. Đồ gỗ trong nhà dễ bị hư hỏng. Tại cung xung chiếu có các sao: Văn Tinh, Thái Tuế, Đại Hao, Triệt, Tràng Sinh. Nữ mạng sinh năm 1982, vào năm 2022 khi xuất hành ra ngoài, quý cô phải có ý chí cũng như tư tưởng lớn để hoàn thành những dự định cho công việc. Chú ý về đường tiêu hóa có thể không được tốt. Tại cung nhị hợp có các sao: Thiếu Âm, Thiên Việt, Cô Thần, Phi Liêm, Tuần, Tuyệt. Bộ sao này, nữ mạng nói về phương diện tình cảm gia đình hoặc bạn bè không được tốt trong năm này, dễ xảy ra bất đồng có liên quan tới công việc hoặc tiền bạc. Tại cung tam hợp có các sao: Kinh Dương, Điếu Khách, Quan Đới, Đường Phù, Hỷ Thần, Tàn Môn, Thiên La, Thiền Khóc, Tuần, Quan Đế. Tử vi Nhâm Tuất nữ mạng năm 2022 gặp bộ sao này chủ về công việc làm ăn khó khăn, tiêu pha nhiều tiền bạc, không nên đầu tư vì khó thu lại được vốn, có chuyện buồn phiền có thể đưa tới. Kết luận: chiếu theo các bộ sao trong năm Nhâm Dần thì vận mệnh nữ sinh năm 1982 có thể thay đổi về nơi ăn trốn ở hoặc sự di chuyển cho công việc kinh doanh. Ngoài ra chú ý về đường tiêu hóa, nhiều việc cần phải tiêu pha tiền bạc. Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nữ mạng trong năm Nhâm Dần 2022 qua các tháng. Tháng 1, đầu xuân vui bên gia đạo đón Tết. Người nữ tuổi sinh năm 1982 cẩn thận về phương diện tài chính vì chủ về có sự hao tán nhiều tiền bạc cho các công việc và trong cuộc sống. Tháng 2, người nữ sinh năm 1982 tuổi Nhâm Tuất không nên có sự mở mang thêm công việc mới, kinh doanh hay làm ăn đầu tư cho công việc, nếu đầu tư hay mở rộng đều không được tốt. Tháng 3, trong tháng này cần chú ý vấn đề liên quan đến sức khỏe, có thể bệnh tật chuyển biến bất lợi, công việc làm ăn không cần lo ngại vì tương đối ổn định và bình thường. Tháng 4 được quý nhân giúp đỡ trong các công việc, theo đó triển khai công việc gì cũng đạt được kết quả khá tốt và thỏa nguyện vọng đặt ra. Tháng 5, trong tháng này nếu xuất hành cho công việc thì người nữ tuổi Nhâm Tuất dễ gặp bất lợi liên quan đến các vấn đề về pháp lý, cửa quan. Do vậy, tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng năm 2022 khuyên quý cô nên hết sức cẩn thận. Tháng 6, đây là tháng dự báo có những tin vui đưa tới về nơi ăn trốn ở cho cuộc sống của người nữ mạng tuổi này. Công việc làm ăn cũng có thể chuyển biến tốt lên trong tháng này. Tháng 7, tháng này chú ý về việc tiêu pha tiền bạc, chủ về tiêu pha nhiều khoản tiền lớn, bên cạnh đó có chuyện buồn đưa tới. Tháng 8, tháng này có những khởi sắc trong công việc làm ăn kinh doanh của người nữ mạng sinh năm 1982. Tuy nhiên, luôn phải cẩn thận vì bên cạnh có người tìm cách ngăn trở. Tháng 9, cơ bản trong tháng này tiền bạc được hanh thông và đón nhiều tài lộc tiền bạc đưa tới. Sức tiền cho kinh doanh trong tháng này đều được cát lợi. Tháng 10, chủ về công việc làm ăn của người tuổi Nhâm Tuất không được tốt, thậm chí còn phải đối mặt với nhiều điều khó khăn. Tháng 11,
không nên tiến hành mở màn công việc trong tháng này. Đây là tháng với nhiều bất lợi cho công việc kinh doanh của người nữ mạng sinh năm 1982 nên cần phải lưu ý. Tháng 12. Trong tháng, nhiều khoản tiền bạc phải chi trả phục vụ cho cuộc sống. Tháng cuối năm của người tuổi Nhâm Tuất nữ mạng không kỳ vọng có tài chính dư dả mà chỉ cơ bản tiền kiếm ra dùng cho chi tiêu. Kết luận: các mốc thời gian đáng lưu ý trong năm Nhâm Dần 2022 cho tuổi Nhâm Tuất nữ mạng là tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Bên cạnh đó, chú ý cẩn thận các tháng 6 là tháng 2 và tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm Nhâm Dần 2022 vào các mùa sinh. Tháng 1. Những người tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng 1 âm lịch. Tử vi trong năm Nhâm Dần có thể tài chính bất lợi, tin vui đưa tới trong gia đạo về nơi ăn trốn ở, tuy vậy sức khỏe lại không được tốt. Tháng 2. Nữ mạng sinh năm 1982, sinh vào tháng 2 âm lịch, có tin vui đưa tới về thay đổi nơi ăn trốn ở. Tuy nhiên, vận hạn tuổi Nhâm Tuất năm 2022 nữ mạng về tiền bạc lại có hao tán nhiều, bên cạnh đó đường tiêu hóa cũng không được tốt. Tháng 3. Sinh vào tháng này thì nữ mạng tuổi Nhâm Tuất có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở, cẩn thận sức khỏe, nhất là bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, tiêu pha nhiều tiền bạc cho nhiều công việc. Tháng 4. Nếu sinh vào tháng này, người nữ mạng Nhâm Tuất sinh vào mùa lỗi, nên các công việc không được tội ý muốn, đầu tư hay thay đổi công việc đều không nên tiến hành và chú ý sức khỏe người già. Tháng 5. Tuổi Tuất sinh năm 1982 sinh vào tháng này. Công việc và tiền bạc không thuận nên hạn chế thay đổi hay mở rộng đầu tư tiền bạc cho việc kinh doanh làm ăn. Mọi việc chú ý tiến hành khó được như ý và lưu ý về sức khỏe của các thành viên trong gia đạo, nhất là người già. Tháng 6, sinh vào tháng này thì người nữ Nhâm Tuất nên xuất tiền đầu tư hay thay đổi công việc kinh doanh, bởi càng thay đổi công việc càng không đạt được ý muốn. Sức khỏe của người già trong gia đạo không được tốt nên cần phải chú ý. Tháng 7, người nữ tuổi này sinh vào tháng 7 âm lịch, sức khỏe không được tốt, chủ yếu về tiêu hao tiền bạc cho sức khỏe, công việc làm ăn khó khăn, thay đổi cũng nhiều khó khăn. Tháng 8. Sinh vào tháng này, nữ mạng chú ý công việc và sức khỏe trong năm, những thay đổi trong công việc dễ gặp bất lợi, tình trạng sức khỏe chuyển biến không được tốt và tốn nhiều tiền cho sức khỏe. Tháng 9. Những người tuổi này sinh vào tháng 9 chú ý về sức khỏe trong năm Nhâm Dần, bởi sức khỏe yếu đi đồng thời hao tán tiền bạc để điều trị, công việc trong năm cũng không được thuận lợi mà chủ về bất lợi đưa tới. Tháng 10. Sinh vào tháng này, người nữ mạng tuổi Nhâm Tuất có tin vui đưa tới cho cuộc sống, công việc được quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên chú ý ngoại giao cũng như sức khỏe không được tốt. Tháng 11. Sinh vào tháng này thì người nữ mạng được giúp đỡ về công việc và có tin vui đưa tới về thay đổi nơi ăn trốn ở, nhưng những tạo lập mối quan hệ ngoại giao lại không được tốt, ra ngoài cần đề phòng sức khỏe có thể bệnh tật và lâu khỏi bệnh. Tháng 12. Vận mệnh tuổi Nhâm Tuất năm 2022 nữ mệnh, nếu sinh vào tháng cuối cùng của năm, người tuổi Nhâm Tuất nữ mạng cẩn thận sức khỏe không tốt, phương diện ngoại giao gặp bất lợi, tuy nhiên có tin vui đưa tới về nơi ăn trốn ở và công việc được giúp đỡ. Tổng kết tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2022. Theo những luận giải về tử vi tuổi Nhâm Tuất trong năm Nhâm Dần 2022 nữ mạng, có thể nói rằng năm Nhâm Dần là năm với nhiều thay đổi tích cực cho người nữ mạng tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982.
Tuy nhiên, để tăng cường thêm những thuận lợi cuộc sống, hạn chế đi những vận hạn tuổi Nhâm Tuất, thì nữ mạng Kim Hãm, người tuổi này nên tham khảo cách tiết khí sao Thổ Tú hung tinh chiếu mạng thông qua việc dùng hành kim như thạch anh màu trắng, vòng đeo bằng chất liệu bạc. Và đặc biệt nên cúng sao giải hạn đầu năm để có được một năm Nhâm Dần 2022 thuận buồm xuôi gió và đầy may mắn. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nữ mạng vào năm Nhâm Dần 2022 chi tiết. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé.